Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe Mercedes giá rẻ. Và hôm nay lâu lắm rồi em mới về được cho các bác một chiếc xe Mercedes C180 các bác nhá. Vâng, Mercedes đời cao, gọi là bản cao ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà để kiếm một con xe Mercedes C180 thì các bác là lâu lâu mới kiếm được một con thôi. Và đây là một chiếc xe bản Sport Edition sản xuất năm 2005. Em đã bán cái giá là 125 triệu đồng các bác nhá. Giá cứng luôn đấy ạ. Vâng, xe này thì chắc chắn cho các bác rồi. Máy êm, xe khỏe, tất cả các chức năng bình thường. Côn số ngọt ngào. Và đây là một chiếc xe mà đến từ thương hiệu Đức, vô cùng bền bỉ luôn. Một chiếc xe màu bạc đã được độ lên tem màu vàng, rất là luồn à và độc đáo luôn. Riêng cái dòng này thì đi ra đường thì nhìn nó đẳng cấp và nó khác hoàn toàn so với những chiếc xe và thị trường. Ví dụ cùng giá đấy, các bác có thể là mua được Morning, mua được i10. Nhưng mà khẳng định với các bác, với cái giá tiền 125 triệu đồng thì Mercedes vẫn là một dòng xe đẳng cấp luôn. Tuy lâu năm một chút, 25 năm giờ và gọi là 2005 thì đến nay là được 18 năm rồi. Thế nhưng mà chất xe của chiếc xe này thì vẫn còn đảm bảo cho các bác là không phải nghĩ ngợi gì luôn. Máy được bảo dưỡng thường xuyên và chiếc xe này là của bác chủ làm ở Thanh ủy Từ Sơn Bắc Ninh. Bác ấy giữ gìn xe tương đối là cẩn thận luôn. Và bác ấy giữ gìn xe đây, nó vẫn còn nguyên cái tem Thanh ủy đây. Đấy, ví dụ như kính này, rồi sơn xi các thứ của xe này, đồng sơn rất là sạch sẽ luôn nhá, ngon lành cành đào. Đèn đóm hoạt động hoàn toàn bình thường. Và dàn la răng của chiếc xe thì hoàn toàn đẹp luôn. Nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm hơn 100 triệu đồng thì nhiều người có thể là chọn Morning cho nó đỡ tiết kiệm nhiên liệu, gọi là tiết kiệm nhiên liệu và lành. Nhưng mà thực sự với các bác là nếu mà để nói về Mercedes là một dòng xe rất là lành luôn. Nhưng mà mình phải bảo dưỡng chăm chút, cẩn thận, tỉ mỉ. Chứ còn như nhiều bác ấy cứ vớ được xe là đi, chẳng bảo dưỡng định kỳ cái gì cả, không thay dầu thay mỡ, thì em khẳng định các bác là không bao giờ có chuyện là xe bền đâu. Mình phải bảo dưỡng, vâng, mình đi là mình phải bảo dưỡng. Và những cái dòng xe này bảo dưỡng nó không hề cao một tí nào đâu các bác nhá. Thực ra là bảo dưỡng chỉ có thay dầu thôi, chứ còn thay thiết bị phụ tùng thì cái dòng này giờ nó rất là rẻ và đơn giản. Những cái dòng mẹc như thế này thì đều là sản xuất ở Việt Nam, nên là đồ nghề thay thế phụ tùng thì rất là dễ dàng. Và cái form này là một cái form mà được rất nhiều người yêu thích luôn. Nó vừa gọn này, vừa tiện lợi này, option cũng tương đối vừa phải. Và được cái là nó rất là lành, nó khai không bị hỏng vặt giữa đường. Và được cái là tất cả các chức năng của xe thì vô cùng hiện đại, kể cả như kính điện này, điều hòa auto này, rồi có màn hình, con này đã được độ lên màn hình nhá, thì có cả cam lùi, cam hành trình. Đấy, dàn la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh. Nói chung là còn chê được cái gì đâu, túi khí an toàn thì riêng dòng Mercedes thì nó là xung quanh xe rồi. Và chiếc xe này thì em đang bán với mức giá là chỉ có 125 triệu đồng. Một mẫu sedan hạng C, con này là hạng C, không phải là hạng D như là những cái dòng Mercedes nhá. Nhưng mà mẫu xe này là một cái mẫu xe giá rẻ, vừa rẻ này, vừa hợp lý túi tiền. Và được cái là chất lượng thì vô cùng bền bỉ. Và xe thì đang có mặt tại Vũ Duy Auto, quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Cái này thì là máy đang nổ ấy nhá, nhưng mà thực sự với các bác là máy rất êm luôn, không hề có nghe thấy tiếng máy, cũng như là độ ầm ồn của xe là gần như là không có luôn. Và chất sơn của xe thì đồng đều, nên là pháp lý đầy đủ, nên là bác nào mà thích thì các bác có thể là xem chi tiết về chiếc xe này. Và một chiếc xe của Thành ủy Từ Sơn Bắc Ninh. Và đầu tiên ta có thể nhìn ngay từ phần logo của chiếc xe, logo Mercedes. Đấy, bác nào mà thích vặn thì mua sau người vặn đấy nhá. Con này thì logo thì lên thay một cái logo mới, không để nguyên cũng được. Mặt ca lăng của xe thì tương đối là ok, và xe thì để nguyên biển 29A93092. Cái biển này nó là biển số gánh, và cái số 92 nó là mã đáo thành công các bác nhá. Vâng, nói chung là rất là đẹp. Đấy, giấy tờ hồ sơ đầy đủ, đơn giản, chuẩn chỉ cho các bác luôn. Và các bác có thể nhìn này, toàn bộ chất sơn xe này. Đấy, đồng sơn xe cực kỳ đẹp đẽ và sạch sẽ luôn. Mặt ca lăng, đấy, mặt mặt chất sơn này. Và đèn của chiếc xe đang sử dụng là đèn bi halogen. Đấy, đèn bi halogen, ánh sáng mạnh mẽ, có tem ETC dán ở trên đây nhá. Đấy, có tem ETC. Và toàn bộ này, phần sơn cản của xe thì còn đều. Đấy, cái này sơn cản rất là đều luôn. Nan này, nan nhựa này, còn căng nét luôn nhá. Và xe là không có hề lỗi lầm. Nói chung là với cái tầm tiền thì đây cũng là một chiếc xe giá tiền phù hợp. Và phải chăng em này thì đã được độ lên đèn LED rồi, nhưng mà em thử bật lên để cho các bác cùng xem nhá. Bình thường thì em không review cái phần đấy đâu, nhưng mà tự dưng em thấy cái này hay hay. Đấy, thì mình cứ bật lên để xem lên trên nào. Úi xời. Đấy, bật đèn lên rồi. À, hết tung ra còn cái gì nữa không nhỉ? Hết rồi thì sao ấy nhỉ? À, hết rồi. Vâng, hết rồi. À, ra xem đèn nó còn LED, nó liếc gì không nhá. Ô, hay 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 hay. Lên LED này các bác ạ. Đấy, có đèn LED nhá. Vâng, rất là xịn sò luôn. Đấy, có đèn LED này. À, cái đèn này thì rất là ok rồi. Và với cái tầm tiền thì nói chung là để mà kiếm được con xe như này là hơi hiếm luôn đúng không ạ? Vâng.
lâu lâu hiếm hiếm mới về cửa hàng. Chứ còn những cái dòng như thế này thì các bác là thực sự là xem phun nước rửa kính là hình như là không chạy. Vâng, phun nước rửa kính thì bỏ qua vì xe nó cũ rồi, không thể tránh được. Đấy, đèn bi này, à xin lỗi các bác, cái này là đèn bi LED chứ không phải là đèn bi halogen nhá. Đấy, đèn bi đây. Cái bên này thì cháy rồi, cái này xử lý đơn giản, không vấn đề gì. Đấy, còn được cái là tôn vỏ gân lôn capo thì ok. Đấy, toàn bộ cái này được dán đề can vàng. Cái này có thể lột ra, các bác thấy nguyên màu bạc cũng được, màu bạc như thế này này. Đấy, thế còn không thì để nguyên nhá. Vâng, để nguyên luôn. Và cái form này cũng là một cái form độ phải nói là độc đáo đấy ạ. Lâu lâu mới kiếm được một con như thế này. Và các bác để cái như thế này mà các bác đi á, thì em cũng khẳng định với các bác luôn là mình là độc nhất vô nhị luôn. Ở thị trường Việt Nam mình ít khi người nào độ cái kiểu màu này, thường thường hay độ đen bạc hoặc là xám bạc, chứ còn cái độ cái màu kiểu này thì không có đâu. Vâng, bản Sport Edition nhá. Vâng, Sport Edition. Lốp này thì là 255, 50, la răng 17, la răng 5 chấu đúc, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ, không hề lỗi lầm. Phần cua lốp ở đây các bác nhìn này, cua lốp này. Ui giời, cua lốp nó còn lét căng như này mà. Đấy, cua lốp còn ngon. Đấy, sơn gì, tôn vỏ dày. Và đấy, các bác chú ý là chủ là Thành ủy Từ Sơn Bắc Ninh nhá. Vâng. Bác ấy giữ xe rất là cẩn thận rồi. Và bây giờ bác ấy để lại cho em con này. Hiếm hiếm mới kiếm được một con như thế này. Đấy, chỉ keo này. Đấy, chỉ này. Nói chung là xe thì không thể bảo là đẹp xuất sắc như là xe mới. Cái đấy khẳng định luôn một điều. Còn về chất thì bên em đảm bảo cho bác là chất của nó là còn ok. Và với cái tầm tiền thì nói thật các bác là tầm tiền này thì mua một con xe mẹ là hợp lý hơn là mình mua một con Moling. Đấy, vừa là thể hiện là mình đi con xe mẹ thì nó vẫn đẳng cấp hơn. Đấy, kính là hoạt động bình thường nhá. Và vừa cái là mình đi những cái dòng như thế này thì nó bền bỉ. Và các bác về thì chắc chắn là mẹ là các bác phải bảo dưỡng rồi. Cũng như kiểu vợ mình ấy muốn đẹp là phải chăm chút các bác ạ. Chứ không thể bảo là cứ dùng như phá là không bao giờ có nhá. Nội thất ghế của xe là màu đen. Đấy, ghế da màu đen. Ghế còn căng, da sạch sẽ và không hề có rách mục. Đấy, ghế còn đẹp như thế này đây. Đấy, cái chất ghế này. Đấy, ghế hai hàng trước đây. Đấy, ghế. Còn cái con này thì nói là các bác là gần như là vẫn còn rất là nét từ ghế đằng sau rồi. Ghế đằng sau người ta không ngồi mấy, nên là ghế nó còn như mới luôn. Đấy, ghế hàng ghế phía đằng sau đây ạ. Vâng, toàn bộ ghế sau. Và các bác có thể nhìn nó khoang lái của chiếc xe nhá. Đập vào ngay mắt mình đây. Đấy là vân ốp gỗ của cái vô lăng của cái xe mèo này. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Nhìn này, cái này nó ốp thêm. Vâng, chứ còn đồ zin của nó đây. Đồ zin này, ốp gỗ nó vẫn còn bóng láng luôn. Đấy, vẫn còn bóng láng và không hề lỗi lầm. Đấy, logo Mercedes và có túi khí an toàn. Còi thì vẫn còn tương đối là to. Đấy, các phím điều khiển tích hợp các này thì ok, vẫn dùng bình thường. Đấy, có menu thực đơn. Xe thì nói chung là chạy thì tương đối là nhiều, 20 vạn các bác đúng không? Vâng, 200.000 km. Nói chung là xe mẹc thì nó chạy thì đẳng cấp rồi. Đấy, vừa bền vừa lành, mặt tắp lô đẹp này. Đấy, loa ở giữa này. Và cửa gió điều hòa thì em này là 4 cửa nhá. 4 cửa gió điều hòa. Đấy, có màn hình. Em này thì không phải là bản full. Đấy, nó không phải full hiện đại, nó sẽ có chỉ những cái chức năng cơ bản thôi. Còn màn hình thì chắc chắn là full giải trí rồi. Cam lùi, cam hành trình cho các bác đầy đủ rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này là số tự động. Số tự động đi mẹc nó sướng lắm. Số sang nhẹ nhàng chứ không hề nặng lái như là những cái con xe dùng gọi là giật đùng đùng thôi nhá. Cái con này thì sang số rất là mệt luôn. Đấy, sàn này, sàn nỉ nó còn đẹp như này mà. Và ghế của xe, đấy, ghế này. Đấy, ghế này. Đấy, có xem nào, chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, chỉnh điện ngửa ra này, úp vào này. Đấy. Và bản lề đây các bác nhá, 205 mà đến bây giờ tem nó vẫn còn nguyên. Đấy, tem này là trên sơn zin, đây là sơn nguyên bản nè. Vâng, còn lại đương nhiên rồi, xe là không thể bảo là được như xe mới đâu các bác ạ. Mình mua một con xe mà giá nó chỉ có 125 triệu đồng thì cũng không thể nào bảo đòi hỏi được như xe mới. Nhưng mà em này thì được cái là chất xe, em nghĩ nói là ví dụ chất xe là máy nó cực kỳ ngon luôn. Con này máy ngon, mỗi tội là lại đang thấy hơi ngấm ngấm dầu một chút, thì cái này em sẽ cho xử lý ngay sau video này. Vâng, cái đấy thì cũng đã chắc chắn rồi, chứ không thể bảo để nguyên cho các bác nếu mà đi được. Đấy, lốp này, cái lốp thì dàn lốp của em này là cũ, không phải là dàn lốp mới. La răng căng, đấy, la răng thì không có chảy xước và có phanh đĩa phía đằng sau. Nhưng mà được cái điểm cộng là cua lốp nó không có bị mục hoạt, chỉ hơi bẩn đi thôi. Đấy, cua lốp còn lét lét. Đấy, em này được cái máy êm, phải nói là đứng đây mà không có thấy nghe tiếng máy luôn. Đấy, đèn hậu của xe thì trong và không có lỗi lầm. Đấy, đèn là trong bắt rồi này. Đấy, toàn bộ đèn hậu rồi. Điểm cộng của cái dòng này là một cái dòng xe kiểu dáng thể thao và nó trung tính. Đến thời điểm hiện tại thì nó các bác là những dòng xe mẹc thì vẫn là những cái dòng xe mà được rất nhiều người yêu thích, vì là kiểu dáng vừa đẹp vừa trẻ trung.
mà giá cả nó lại phù hợp. Thực sự là thời điểm này mà bảo mua con này mà 125 triệu thì nhiều lúc giật mình không tin. Nhưng mà đấy, em mua chỉ có thế thôi. À quên, em bán. Chứ còn em mua thì con này là em mua rẻ hơn được 20 triệu so với cái giá em đưa ra. Nhưng mà thôi, buôn bán lời lãi thì chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ các bác, nhiều bác bảo úi giời ơi, mua mấy chục rồi đấy. Đố các bác đi mua đâu được con xe mấy chục như thế này. Vâng, không thể mua được đâu. Chẳng qua là nói thì cứ nói thôi, chứ còn đâu để kiếm được con xe như thế này mà giá vậy hơi khó luôn đấy ạ. À, cửa hàng bán mẹc thì các bác biết, người bán mẹc chuyên thì các bác cũng biết. Còn em thì đấy, có sao bán vậy. À, quy thế dân chủ, ái chà. À, các bác nhìn này, lốp sơ cua đầy đủ nhá, không thiếu cái gì. Sản chiếc các thứ còn ok. Và nói chung là con này được cái là keo chỉ đảm bảo, không có đâm đụng. Đấy, cái đấy là đảm bảo cho các bác rồi. Còn xe cũ thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết già theo năm tháng, hay là bạc màu theo thời gian, hay là cái này cái nọ. Thế nhưng mà thôi, với tình trạng như vậy, em báo vậy rồi thì các bác có thể là ngâm cứu. Vâng, lốp 27. Đấy, lốp 27. Rãnh lốp dày. Đấy, la răng có cả AMG. Nhưng mà cái la răng này được dán tem vàng. Các bác thích thì lột ra, các bác sơn màu khác, hoặc là các bác thích làm gì thì làm. Với cái tầm này, phanh đĩa này. Con này thì nói chung là về là các bác cứ dùng thoải mái. Nhưng mà nhớ là bảo dưỡng định kỳ. Nếu các bác mua thì các bác nhớ là bảo dưỡng nhá. Nói chung là khi mà em bán những cái dòng này đó, hầu như không phải là những người nào cũng có thể mua được đâu ạ. Phải là những người mà thực sự là yêu xe, hiểu xe. Thì cái dòng này nói là các bác là đi cực kỳ sang sướng luôn. Đặc biệt là những bác mà có gọi là điều kiện ít, nhưng mà lại am hiểu về xe, người ta lại hay mua cái dòng này. Vì cái dòng này là một cái dòng xe nó rất là lành. Đấy, nhiều bác bảo nó khó tính. Không, không phải khó tính đâu, do mình hết. Các cụ nhà mình hay có cái câu là cái gì các bác nhỉ? Vâng, gọi là cái gì? Của bền tại người ấy. Vâng, cái đấy thì em không phải là ấy đâu mà các cụ nói rồi. Đấy, nên là các bác cũng phải là mình nữa là người mà đi cẩn thận. Kể cả đến cái con xe bền lắm bền vừa, nhưng mà mình mà đi như phá thì chắc chắn các bác là không bao giờ có thể bền được. Đấy, còn chất xe nó còn nét như thế này mà. Vâng, với cái tầm tiền đây, bụi bẩn đây này, em còn chưa dọn đây này. Vâng, vì xe vừa về tối hôm qua. Đấy, đây. Với cái tầm tiền ít thì thực sự đây là một chiếc xe hợp lý. Đấy, vừa sang vừa chảnh mà ai có nghĩ rằng là Mercedes, nhưng mà giá nó chỉ có 125 triệu đâu các bác. Ít ra người ta cũng ở 200-300, đấy là ít ra nhá. Còn với một chiếc xe mà người ta bảo là hơn 100 triệu thì em khẳng định là đúng là không có cái con xe nào mà giá nó lại được rẻ như vậy đâu ạ. Vâng, và đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 luôn. Đấy, có cam hành trình. Đấy, và máy của xe thì đang nổ đấy ạ. Vâng, máy đang nổ êm cực kỳ luôn. Lốp này thì nó hơi cũ vì xe này đây 2016. Lốp thì vẫn còn dày nhưng mà hơi cũ vì cái xe này gần như bác chủ bác ấy chỉ đi từ nhà đến cơ quan thôi, chứ không phải là bác ấy đi nhiều. Thế là thành ra là xe là lốp dép các thứ của nó vẫn còn ok. Gầm mẹ đẹp, sạch sẽ. Gầm bên đây các bác nhìn này. Gầm hai bên nó còn nét như thế này mà. Nhiều bác thích xem gầm. Đấy, em quay gầm rõ ràng cho các bác luôn nhá. Và em này thì được cái là máy thì chạy tương đối là yêu. Đấy, dòng này máy rất thích luôn. Đây, em đang đi thò cái tay để mở cái capo. Đấy, mở cái capo. Vâng. Đấy, máy dòng này thì chạy rất thích. Động cơ máy nó chỉ có 1.8 thôi. Đấy, máy thì không khô, máy nó hơi ẩm, cái này thì sẽ xử lý sau video. Vâng, sẽ cho xử lý để khô sạch luôn, chứ không thể là tình trạng này được. Nhưng mà được cái chất tổng của cái máy này thì yên tâm. Đấy, các bác về lại yên tâm chỉ có đi thôi. Đấy, và em này thì đây các bác nhỉ. Đấy, ABS đầy đủ nhá. Đầu răng hai bên của xe đây còn nguyên. Còn nguyên luôn. Đấy, em này thì nói chung là điểm cộng rồi, chẳng chê cái gì. Đèn zin mà đến nhựa đèn của cái xe nó vẫn còn như thế này thôi. Đấy, toàn bộ đầu răng phía đằng trước của xe là còn nguyên nguyên nhá. Mà em này thì đảm bảo là xe là cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước và không có phạt nguội thủy tích. Pháp lý rõ ràng, hồ sơ đầy đủ, chuẩn chỉ luôn cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, cabo ấy. Đấy, cabo, mặt cabo là còn căng như thế này đây. Và em này thì em đang bán giá rất là hời nhá các bác nhá. Đấy, bán giá cực kỳ hời cho các bác luôn. Chỉ có 125 triệu đồng, các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Và các bác nhớ ra không, em báo cái giá này là giá chuẩn luôn đấy ạ. Thế nên là các bác đừng trả giá nhiều quá, em tội nghiệp. Nói thật là trả giá thì em không bán đâu, em bán chuẩn giá luôn. Vâng, xe thì có sao bán vậy thôi, tình trạng xe thì chuẩn chỉ như vậy. Nên là bác nào mà yêu thì alo cho em nhá. Vâng, xe đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, Mercedes C180 form AMG. Vâng, hàng ngon lành, cành đào mịn thơm, sang sướng, đi sướng. Nói chung là con này thì ui ôi, ngồi trong con xe này khác hoàn toàn so với bên ngoài. Các bác biết tại sao?
vì là ngồi bên ngoài bây giờ nó nóng, còn bên trong xe thì điều hòa mắt lạnh, không chê được câu nào. Đấy, em đóng kính lên cái cho nó êm. Em này thì được cái cách âm chống ồn của nó rất tốt. Đấy, nội thất thì lại đẹp, rộng rãi, tiện nghi, sạch sẽ. Và nói chung là với cái tầm tiền, ui, đóng vào phát nghe thấy nhạc luôn, chứng tỏ là cách âm của con xe cực tốt luôn. Màn hình HD, cam hành trình, à, cam hành trình này. Rồi cam lùi đây. Đấy, cam lùi có cả nhá, mà rất là sáng luôn, là rõ ràng luôn, nhìn rất sướng luôn. Rồi, thôi được rồi, bỏ qua. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi về nhà để trải nghiệm luôn được chiếc xe Mercedes C180 hàng hịn mịn thơm với cái giá yêu vô cùng. Em này thì em đang bán cái giá là chỉ có 125 triệu đồng thôi. Nên là các bác nào mà yêu thích thì mời các bác qua cửa hàng xem xe nhá. Đấy, 125 triệu đồng cho một chiếc xe Mercedes C180 đời 2005. Đấy, chạy cực sướng. Con này thì được cái cách âm chống ồn nó rất là tốt luôn. Đấy, cam hành trình nha các bác ạ. Cam hành trình. Đấy, tích hợp sẵn nhạc nhẽo đầy đủ, âm thanh sống động luôn. Và xe thì nói chung là một cái người ta gọi là dạp hát mini, mà đi mẹc thì nó đẳng cấp luôn. Ai bảo hỏi ông Duy đi cái gì, bảo ông Duy đi mẹc. Vâng, mẹc nó khác, nó không như là ông Duy đi Morning hoặc là ông Duy đi i10, nó khác hoàn toàn. Còn nếu mà các bác mà sợ cái chuyện mà hỏng vặt giữa đường hay bảo dưỡng ấy, thì riêng con xe này em bảo dưỡng hành cho các bác nửa năm luôn. Còn cái việc bảo dưỡng thì các bác cứ yên tâm là mình cứ làm chuẩn chỉ, vào đúng gara hãng chuẩn thì em đảm bảo các bác chạy vô địch vô đối luôn. Còn các bác hỏi những người mà người ta đi mua những cái xe này rồi đấy, không phải là người ta thừa tiền đâu, mà là người ta mua những chiếc xe mà để cảm nhận được cái sự mà khi mà mình đi vào những cái đường sóc ấy, nó êm thin thít luôn. Và xe nó nói chung là không chê được câu nào luôn, thì các bác lên chọn những em như thế này. Còn nếu mà các bác sợ mà tốn tiền thì các bác cứ mua một con Morning cũng được, nhưng mà Morning thì các bác cũng còn phải sửa hơi nhiều nếu các bác mua với cái tầm giá như thế này. Lại đó, số tự động thì không bao giờ có cửa đâu nhá, còn số sàn thì nói chung là cũng ấy. Thực sự là năm nay thì giá xe nó rất là rẻ, nên là nhiều lúc phải giật mình, đến cả em đi buôn xe đây em còn giật mình cơ mà. Thế nên là các bác thì cứ yên tâm và bình tĩnh. Đấy, các bác nhìn này, mình rẽ vào để cho em Sorento em mới vượt qua. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đi như thế, chẳng qua là không thích thôi, chứ con này đạp ga em nói thật các bác là con Sorento cũng phải hít khói. Ok, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Đấy, các bác nhìn này, xe em còn nét như thế này mà không đi mua thì mua cái gì ạ?